Có thể nói đây là thông tin không mấy vui cho giới võ thuật. Một danh hiệu vua võ thuật Vương Vũ vừa ra đi. Vua võ thuật Vương Vũ thuộc thế hệ tiên phong cho dòng phim võ thuật. Ông từng là diễn viên được trả cát xe cao nhất và có sức ảnh hưởng phòng vé hàng đầu ở tại Hồng Kông. Theo thông tin từ ET Today đưa tin, sao võ thuật kỳ cựu Vương Vũ đã qua đời ở tuổi 78 vì bao bệnh tại Đài Bắc Đài Loan. Đối với nữ diễn viên Vương Hình Bình, con gái của Vương Vũ báo tin này với truyền thông. Theo tờ báo này cho biết sức khỏe của Vương Vũ suy yếu nghiêm trọng. Trước khi ông chia tay cõi đời này, nhiều năm qua ông chịu di chứng mất trí nhớ và không thể đi lại, nói chuyện, phải đặt ống thông dạ dày để duy trì sự sống sau hai lần bị đột quỵ vào các năm 2011 và 2016. Vương Vũ tên thật là Vương Chính Quyền sinh năm 1944 tại Thượng Hải năm 1964 ông sang Hồng Kông và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở hãng thiệu thị huynh đệ. Vào những năm thập niên 1960-1980, ông và Lý Tiểu Long được đánh giá là thế hệ tiên phong cho dòng phim võ thuật. Nam diễn viên có biệt danh là vua võ thuật thế hệ đầu hay độc tí đào vương. Vương Vũ từng là nam diễn viên được trả các xe cao nhất và lập nhiều kỷ lục danh thu phòng vé cho đến khi Lý Tiểu Long xuất hiện. Từ năm 1967-1970, ông là ngôi sao bảo chứng phòng vé ở tại Hồng Kông. Đạo diễn từ khác Trần Khả Tân, Khương Đại Vệ cho đến lớp sao võ thuật nổi danh như Địch Long, Lý Tiểu Long, Thành Long trong những năm đầu tiếp xúc với phim võ thuật, hành động đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ ông. Trong 30 năm theo đuổi nghề diễn viên, Vương Vũ tham gia hơn 60 phim gồm Độc Tý Đao Vương, võ hiệp, thất hồn, hồ hiệp, tiêm thủ, long hổ đấu, giang hồ kỳ hiệp. Kim Yến Tử và chỉ đạo võ thuật cho hơn 80 tác phẩm khác nữa. Trong sự nghiệp của mình, ông từng giành giải 5 diễn viên chính xuất sắc ở tại LHP Đài Bắc vào lần thứ 15 và được đề cử Kim Mã lần thứ 50. Và năm 2019, ông được vinh danh giải thành tựu trọn đời ở tại Kim Mã lần thứ 56. Đây được xem là một cây cổ thụ trong làng diễn viên võ thuật ở tại Hồng Kông cũng như là Đài Bắc. Kinh tế càng khó khăn thì sự việc lừa đảo sẽ diễn ra càng tinh vi hơn. Và đây cũng là kinh nghiệm cho cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng ở tại Mỹ để mà có kinh nghiệm cho mình tránh mình phải gặp phải những điều này. Mọi người thường giả định nạn nhân bị lừa đảo có một số đặc tính cụ thể khiến cho họ dễ bị lừa như có tuổi tác cao, học vấn thấp hoặc hoàn cảnh sống tách biệt. Nhưng Paul Seeger là giảng viên cao cấp về bộ môn tâm lý học ở Đại học Center Lancashire ở Anh cho rằng không ai miễn nhiễm hoàn toàn trước các chiêu lừa đảo. Theo như Paul liệt kê một số nguyên nhân tâm lý dễ mắc bẫy lừa đảo Quy luật đối xử tương xứng Khi nhận được điều gì từ người khác, bạn thường cảm thấy có nghĩa vụ phải làm điều gì đó đền đáp cho họ. Cảm giác như mắc nợ này được kẻ gian dùng để một khơi gợi con mồi và khiến cho đối phương hành động thiếu khôn khéo. Mọi người thường tin rằng người khác làm được điều gì thì mình cũng có thể. Và điều này đặc biệt đúng khi rơi vào tình thế mơ hồ và áp lực như trong một buổi chào hàng. Nếu bạn được cho biết 75% những người như mình đã ký tên tham gia vào chương trình tài chính nào đó. Khả năng bạn cũng tham gia sẽ lớn hơn, dù trong thâm tâm có thể vẫn nghi ngờ tính xác thực. Đó là tâm lý đâm đồng. Tiếp theo đó là quy luật tăng tiến. Nhiều người tự cho rằng bản thân có tính cách nhất quán và giữ lời. Chúng ta thông thường sẽ thực hiện điều đã hứa vì việc thất hứa có thể làm tổn thương tới lòng tự trọng lợi dụng đặc tính này kẻ gian sẽ tìm cách khiến cho con mồi thực hiện chuỗi hành động có mức độ quan trọng ngày càng lớn ví dụ như chúng ta có thể hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt như hôm nay bạn thế nào từ đó khiến cho nạn nhân từng hội nhận rằng rất vui khi nói chuyện với người lạ trước mặt câu hỏi vô thưởng vô phạt sẽ dẫn đến những câu hỏi riêng tư hơn như bạn dùng ngân hàng nào đã trả lời một câu hỏi chúng ta có xu hướng sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo để giữ sự nhất quán vì sau cùng ai thích được nhìn nhận bản thân là lịch sự và biết giúp đỡ người khác. Theo thông thường bạn sẽ lo lắng khi để lỡ cơ hội vì cơ hội đó có thể mang lại lợi ích lớn trong tương lai. Do đó theo quy luật khan hiếm, lời chào mời mà chỉ có sự giá trị trong những thời gian eo hẹp sẽ thu hút chú ý hơn. Đó là hội chứng sợ bỏ lỡ. Trước nguy cơ mất khả năng làm điều gì đó, nhiều người thường có xu hướng mau chóng hành động để không bỏ lỡ cơ hội. Khi mời chào giao dịch tài chính, kẻ gian thường khẳng định cơ hội này chỉ có giá trị tại thời điểm hiện tại và sẽ qua đi khi chúng cúp máy. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, khi cơ hội đến, bạn nên dành thời gian để rà soát xem những gì được bày ra trước mắt có xác thực không. Thông thường, chỉ cần dành ra 24 tiếng đồng hồ để suy nghĩ, bạn sẽ có cách nhìn nhận rõ ràng hơn bạn có xu hướng yêu quý những người giống như mình và vì thế cũng dễ nhận lời làm theo yêu cầu của người mình yêu quý sự tương đồng có thể có phạm vi rộng như cùng thích đầu tư tài chính hoặc có tính chất thoáng qua như có cùng đặc điểm cá nhân nào đó đó là quy luật tương đồng lợi dụng điều này kẻ gian sẽ tìm cách nắm thông tin về con mồi để bắt trước ví dụ như hỏi người về ngày sinh rồi nói đó cũng là ngày sinh của chúng Việc làm này có thể khiến cho con mồi vô thức yêu quý đối phương hơn và sẽ dễ nhận lời làm theo yêu cầu hơn. Vì thế bạn cần phải cảnh giác khi bàn và người đối diện bỗng dưng có nhiều điểm chung như vậy. Nếu dùng riêng rẽ những đòn tâm lý trên hiếm khi đủ sức thuyết phục người khác có hành động đi ngược lại lợi ích bản thân. Nhưng nếu được sử dụng kết hợp chúng có thể trở thành bộ công cụ quyền lực của kẻ lừa đảo. Bằng việc nhận thức được những thủ đoạn tâm lý trên thì bạn sẽ có khả năng kháng cự và tránh trở thành nạn nhân. Đây cũng là một chút kinh nghiệm để chia sẻ gửi đến tất cả quý vị trong thời gian khó khăn này. Điều mà ai chúng ta cũng có thể cảm nhận được, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cá nhân của mỗi người chúng ta. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng